Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong quá khứ, đế quốc của người Khmer từng là một đế chế quyền lực kiểm soát hoàn toàn bán đảo Đông Dương. Tuy nhiên, sau khi đế quốc Khmer sụp đổ, người Việt ở phương Bắc dần bành trướng với những cuộc điều binh cùng vị trí chiến lược đắc địa đặc biệt. Việt Nam dần trở thành trung tâm của bán đảo Đông Dương. Các đế quốc muốn kiểm soát Đông Dương thì phải kiểm soát được Việt Nam. Từ sau cuộc chiến với đế quốc Mỹ, cùng với việc thiết lập thành công nền hòa bình trong nước, đã một lần nữa dùng vũ lực để bình định cả một khu vực, bình định toàn bộ tình hình chiến sự tại bán đảo Đông Dương. Việc chấm dứt hoàn toàn hoạt động quân sự của Mỹ trong chiến tranh Đông Dương lần 2 được xem là sự loại bỏ của một kẻ thù chung của tất cả các lực lượng cộng sản trong khu vực. Nhưng sự biến mất của Mỹ đã dẫn tới một loạt những tranh chấp ngay sau đó, xuất phát từ những âm mưu gây bất ổn Đông Dương của Thái Lan và Trung Quốc. Và chính tại đây, người Việt Nam đã có những cuộc phiêu lưu quân sự không tưởng để thiết lập lại hòa bình cho toàn khu vực, từ chiến dịch tiêu diệt Khmer Đỏ tại Campuchia cho tới ngăn chặn Trung Quốc tại biên giới. Đặc biệt, Việt Nam còn bảo vệ nước Lào trước sự tấn công của Thái Lan. Có thể nói rằng sự yên ổn của ba nước Đông Dương ngày nay là đến từ sữa máu của hàng ngàn, hàng vạn bộ đội Việt Nam. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với cuộc xung đột do Thái Lan phát động nhắm vào Lào và cách người Việt Nam đã bình định chúng. Đầu tiên, hãy lắng nghe những khái quát về vùng tranh chấp. Siaburi là một tỉnh của Lào, nằm ở phía tây bắc của đất nước và là nơi quân đội Thái Lan nhắm tới trong cuộc giao tranh năm 1987. Tỉnh Siaburi có diện tích 16.389 km² và giáp với các tỉnh của Thái Lan, bao gồm các tỉnh Loe, Phusanulok, Uttaradit, Nan và Pheo. Năm 1904, nơi đây nằm dưới quyền kiểm soát của Thái Lan. Nhưng sau đó, Thái bị buộc phải nhượng địa khu của tỉnh cho thuộc địa Pháp Đông Dương. Năm 1941, nó được Thái Lan lấy lại và gọi tên là tỉnh Lan Trang, nhưng rồi lại bị trả về tình trạng thuộc địa thời kỳ trước chiến tranh vào năm 1946. Nguyên nhân là việc tranh chấp liên quan đến tấm bản đồ do những người đo đạc địa hình của Pháp vẽ năm 1907 để đánh dấu biên giới giữa Siem và Đông Dương thuộc Pháp. Quyền sở hữu ngôi làng Pang Krom Lao tại biên giới tỉnh Phusanulok và ba ngôi làng biên giới nhỏ ngoài bìa tỉnh Pak Lay, Lào, theo tấm bản đồ của Pháp là thuộc về Lào, nhưng tấm bản đồ do Hoa Kỳ vẽ năm 1965 thì ba ngôi làng này lại thuộc về Thái Lan. Do đó, Thái Lan tuyên bố họ sẽ phải lấy lại những gì đã từng là một phần lịch sử của nước họ. Tuy nhiên, thực tế, vấn đề lịch sử không phải là động lực chính để Thái Lan phiêu lưu quân sự với Lào tại thời điểm đó. Hãy nhìn một chút về bối cảnh năm 1987. Đây là thời điểm quân đội Việt Nam và quân đội cách mạng Campuchia thực hiện những chiến dịch truy quét Khmer Đỏ tại biên giới Thái-Cam ráo riết nhất, và người Thái hay nói đúng hơn là toàn đất nước Thái Lan đã gần như bị kéo vào cuộc chiến này. Mà trong thời gian này, từ năm 1980 tới đầu những năm 1990, lực lượng Khmer Đỏ từ các trại tị nạn ở bên trong lãnh thổ Thái Lan đã tiến hành chiến tranh du kích xâm nhập nhằm chống lại sự ổn định của nhà nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia, và Thái Lan không công nhận chính phủ Cộng hòa Nhân dân Campuchia được Việt Nam hậu thuẫn, và cùng với phần lớn các nước trên thế giới vẫn công nhận Khmer Đỏ là đại diện hợp pháp của Campuchia. Trong các cuộc hành quân càn quét quân Khmer Đỏ, quân đội Việt Nam đã tiến sát và thậm chí vượt qua biên giới Thái Lan để tấn công các căn cứ Khmer Đỏ. Nếu vào những năm trước năm 1986, như vào tháng 1, tháng 2 năm 1985, khi quân Việt Nam mạnh mẽ tấn công vượt qua hầu hết tất cả các căn cứ dọc biên giới Campuchia, người Thái và người Việt Nam đã đối đầu trực tiếp, trải ra nhiều nơi. Với tình hình này, Thái Lan chỉ bị ảnh hưởng phần nào bởi các chiến dịch truy quét Khmer Đỏ của Việt Nam. Nhưng tiếp đó, chiến tranh đã leo thang và có chuyển biến xấu đi đáng kể, từ việc người Thái chỉ bị ảnh hưởng khi phía Việt Nam truy quét Khmer Đỏ, sang dần tình hình hai bên trực tiếp công kích nhau từ năm 1986. Như vào ngày 23 tháng 1 năm 1986, một đợt pháo kích của phía Việt Nam vào thủy quân lục chiến Thái Lan đóng trong tiền đồn ở Ha Lek, một ngôi làng ở cực nam của biên giới Thái Lan. Bộ đội Việt Nam bắn từ một ngọn đồi đối diện với Ha Lek, nằm trong lãnh thổ Campuchia.
Điều này dường như là một sự khiêu khích có chủ ý của phía Việt Nam. Nó có vẻ không giống như giao tranh từ Campuchia lan sang. Một phát ngôn viên Hải quân Thái Lan cho biết, một tàu chiến của Thái Lan trong Vịnh Thái Lan đáp trả bằng việc bắn phá các căn cứ pháo binh Việt Nam. Các nguồn tin quân sự tại Aranjuwarat, 135 dặm về phía Bangkok, cho biết tàu chiến này đã bắn hơn 100 phát đạn pháo và Việt Nam bắn hơn 70 phát đạn. Chưa hết, ngày 7 tháng 12 năm 1986, quân đội Việt Nam chính thức phát đi cảnh báo Thái Lan, yêu cầu dừng việc tiếp tục hỗ trợ quân du kích Campuchia. Việt Nam còn mở chương trình phát sóng loa và bắn tờ rơi bằng pháo gần huyện Aranjuwarat, kêu gọi Thái Lan không chứa chấp các du kích và cảnh báo rằng sẽ chịu hậu quả nếu tiếp tục. Ngày 25 tháng 3, Tổng tư lệnh quân đội Thái Lan tướng Chavalit tuyên bố sẽ tấn công tổng lực vào bất cứ đơn vị Việt Nam nào xâm nhập quá phạm vi 5 km vào lãnh thổ Thái Lan. Nói là làm, ngày 17 tháng 4, quân đội Thái Lan đã cố gắng để đánh bật bộ binh Việt Nam ra khỏi Chong Bok, một vùng miền núi biên giới của Thái Lan, Lào và Campuchia. Thương vong lên tới 2 con số đã được báo cáo ở cả hai bên. Ngày 30 tháng 5, lực lượng biệt động Thái Lan tuần tra khu vực Chong Bok đã xảy ra giao tranh dữ dội nhằm đánh bật quân Việt Nam từ vị trí cố thủ bên trong lãnh thổ Thái Lan. Đến giữa năm 1987, toàn bộ 800 km biên giới Thái Lan-Campuchia đã có sự đóng quân của các lực lượng Việt Nam và Campuchia. Sau hàng loạt các vụ chạm súng xảy ra giữa quân Thái Lan và bộ đội Việt Nam ở khu vực Chong Bok, đến đầu năm 1987, Tổng tư lệnh quân đội Thái Lan tướng Chavalit nhận định rằng nếu không có giải pháp phân tán sự tập trung của Việt Nam dọc theo tuyến biên giới Thái Lan-Campuchia, thì quân đội Việt Nam sẽ đe dọa rất lớn đến an ninh quốc phòng của Thái. Chính động lực này mới là lý do cuối cùng Thái Lan quyết tâm sẽ kéo Lào vào cuộc chiến. Sở dĩ như vậy, bởi thứ nhất là để Việt Nam phải huy động quân đội từ biên giới Thái Lan-Campuchia sang hỗ trợ Lào, vì người Thái hiểu rằng Việt Nam sẽ không bao giờ bỏ rơi đất nước đồng minh chiến lược Lào. Và khi người Việt đã điều động đi một lượng đủ lớn, thì lính Thái sẽ có cơ hội tấn công tổng lực vào biên giới Thái-Campuchia, gây tổn thất lớn cho quân Việt Nam. Thứ hai, đây cũng là cơ hội để Thái khơi gợi lại một tranh chấp lịch sử từ xa xưa với Lào. Lúc này, tướng Thái Lan Chavalit Yongchayut nhận định rằng Việt Nam đang bị sa lầy ở Campuchia và đặc biệt đang gặp cấm vận nên sẽ không dám làm gì. Và nếu Việt Nam có can thiệp, quân đội Thái Lan cũng sẽ dễ dàng đánh bại Việt Nam. Vị tướng này nói, nếu Việt Nam đưa quân đến hỗ trợ Lào, Thái Lan sẽ đánh bại cả hai và cho thấy sức mạnh của quân đội hoàng gia mạnh nhất Đông Nam Á. Và trong thời gian từ năm 1984 đến năm 1987, Thái Lan cũng đã liên tục giải truyền đơn chống Lào tại các khu vực có tranh chấp và hai bên đã nổ ra xung đột quy mô nhỏ. Tới tháng 12 năm 1987, lực lượng vũ trang Thái Lan gồm 1.500 quân ồ ạt tiến vào chiếm đóng ngôi làng tranh chấp Ban Rom Lao, cắm cờ Thái Lan tại làng. Chính phủ Lào phản đối mạnh mẽ, nhấn mạnh ngôi làng là một phần của huyện Boten thuộc tỉnh Sayaburi. Thái Lan trả lời rằng ngôi làng thuộc huyện Chakkaran Ampho của tỉnh Phusanulok. Trước thái độ cứng rắn của người Thái, buộc lực lượng quân đội Lào tổ chức một cuộc tấn công vào các đơn vị đồn trú nhỏ của Thái Lan. Họ huy động 1.200 quân và bắt đầu phản công. Dù tổ chức nhiều cuộc tấn công vào đơn vị đồn trú của Thái Lan ở ngôi làng này, thế nhưng phía Lào vẫn chưa có cơ hội đẩy lùi được người Thái. Trước tình hình căng thẳng, Viên Chăng đã gửi một thông điệp đến Hà Nội, mong muốn nhận được sự giúp đỡ của bộ đội Việt Nam. Rất nhanh sau khi nhận được thông tin, Việt Nam đã nhanh chóng cử một lực lượng của Sư đoàn Bộ binh số 2 xuất phát từ Việt Nam, cũng như điều động một số đơn vị bộ đội đang đóng ở biên giới Thái Lan-Campuchia đi hỗ trợ chiến dịch quân sự ở biên giới Lào-Thái Lan. Sư đoàn Bộ binh số 2 Việt Nam sau đó đã cấp tốc đến sân bay Bangkok tại Sayaburi. Tổng quân số Việt Nam tham gia chiến dịch trợ giúp đồng minh Lào là khoảng 1.000 bộ đội. Về phía Thái Lan, lúc này do đang kiểm soát ngôi làng Ban Rom Lao trong đất Lào, nên thật không khó để Thái Lan biết rằng bộ đội Việt Nam đã đáp xuống sân bay Bangkok của tỉnh Sayaburi. Lào sẵn sàng phối hợp với quân đội Lào mở các cuộc tấn công nhắm vào mình. Các tướng lĩnh Thái
đều có nhiều kinh nghiệm thực chiến với bộ đội Việt Nam tại biên giới Thái Lan-Campuchia suốt từ năm 1979, nên họ biết rằng quân đội Việt Nam sẽ thường sử dụng chiến thuật du kích nhằm tránh đối đầu với các đơn vị quân số đông, nhưng lại tìm kiếm và tấn công vào các nhóm quân nhỏ để dần làm cạn kiệt sức lực của đối phương. Quân du kích Việt Nam cũng nổi tiếng với khả năng cơ động, bí mật, bất ngờ, biết tận dụng lợi thế của địa hình. Do đó, thời điểm này, Thái Lan cũng vô cùng thận trọng khi giao tranh với Liên quân Việt-Lào. Sự thận trọng này được thể hiện qua việc chính phủ Thái Lan quyết định tăng cường thêm khoảng 1.000 quân qua biên giới, nâng tổng quân số Thái tham gia từ đầu cuộc chiến là 2.500 người để chiến đấu với tổng cộng 2.200 binh sĩ Lào-Việt Nam. Bằng cách này, Thái Lan hy vọng sẽ đánh bại quân đội Việt-Lào và không những chỉ kiểm soát Ban Kham Rao mà sẽ mở rộng chiếm đóng thêm nhiều vùng khác trên đất Lào. Cuộc giao tranh kéo dài trong nhiều ngày sau đó, sau những tiếng hô xung phong, thì Liên quân Việt-Lào đã từ nhiều hướng tấn công liên tiếp vào làng Pan Rom Lao, từng bước đẩy binh sĩ Thái Lan ra khỏi ngôi làng và cuối cùng đã có thể thay thế lá cờ của Thái bằng quốc kỳ Lào. Trái hẳn với dự tính ban đầu, cuộc chiến này đã khiến quân đội Thái Lan thảm bại, mất hẳn một tiểu đoàn bộ binh. Tướng Chavalit Yongchayut là chỉ huy quân đội Hoàng gia Thái Lan tại thời điểm chiến tranh đã bị chỉ trích vì quá khinh thường Việt Nam. Binh sĩ Thái Lan kể rằng, sau những tiếng xung phong là sự tấn công vũ bão đến từ nhiều hướng từ phía quân đội Việt Nam và binh sĩ Thái Lan phải rút chạy. Cuộc chiến kết thúc sau vài tuần lễ giao tranh với việc Thái Lan rút lui khỏi các địa bàn đã chiếm đóng được. Tuy nhiên, tướng Thái Lan vẫn không bỏ cuộc. Dù không chống đỡ nổi và bị buộc phải rút về bên kia biên giới, nhưng ông vẫn cho quân đội đóng sát đường biên để chờ thời cơ tái chiếm trở lại. Không nằm ngoài dự đoán, bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 năm 1987, từ ngọn đồi số 1428 thuộc Công viên Quốc gia Phu Soi Giao, chính phủ Thái Lan đã huy động nhiều tớp máy bay F-5 xuất phát và ném bom vào các vị trí xung quanh ngôi làng Pan Rom Lao của Lào. Các quan chức Lào chỉ trích Thái Lan nặng nề trên trường quốc tế. Lào cáo buộc liên tục trong nửa cuối tháng 12 năm 1987, người Thái đã không kích dữ dội vào sâu địa phận tỉnh Saraburi của Lào, có nơi đã xâm phạm hơn 10 km. Đặc biệt, ngoài việc không cho quân oanh tạc, Thái Lan còn cho lực lượng pháo binh bắn phá liên tục sang bên kia biên giới của nước Lào, chủ yếu nhằm vào các công sự tại ngôi làng Pan Rom Lao, đồng thời cho hàng nghìn bộ binh tấn công sang. Đến giữa tháng 1 năm 1988, người Thái tuyên bố đã chiếm được khoảng 70% diện tích đất ở khu vực đối diện đồi 1428 của Thái Lan, bao gồm cả việc tái chiếm ngôi làng Pan Rom Lao. Giao tranh tiếp tục diễn ra khốc liệt trong tháng 2 năm 1988. Với sự hỗ trợ của quân đội Việt Nam, Lào đã bắn hạ được 2 máy bay của người Thái vì những phi cơ này liên tục đổ đạn pháo vào đất Lào. Nhưng sau hơn 2 tháng chiến đấu ác liệt, cuộc đàm phán giữa Lào và Thái Lan đã diễn ra vào các ngày 16 và 17 tháng 2 năm 1988. Đến ngày 19 tháng 2 năm 1988, một thỏa thuận ngừng bắn đã được thiết lập giữa Lào và Thái Lan. Theo đó, quân đội Thái Lan phải rút lui khỏi làng Pan Rom Lao. Cuộc chiến ngắn ngủi nhưng lại gây ra hàng nghìn thương vong cho cả ba phía. Thái Lan được cho là tổn thất nặng nề nhất trong cuộc chiến này. Họ là bên nổ súng trước và kết quả là hơn 200 binh lính Thái đã tử trận, hơn 400 lính khác bị thương trong toàn trận. Thủ tướng Chavalit Yongchayut là chỉ huy quân đội Hoàng gia Thái Lan sau chiến tranh đã bị chỉ trích vì tham gia vào cuộc chiến ngoài mong đợi của Bộ Ngoại giao Thái Lan. Ngoài ra, ông cũng bị chính phủ Thái Lan chỉ trích nặng nề vì đã coi thường khả năng chiến đấu của binh sĩ Lào cũng như sức mạnh của quân đội Việt Nam. Bởi Lào được cho là có lợi thế về phòng thủ và do đó có ưu thế đẩy lui được người Thái ra khỏi khu vực tranh chấp. Còn quân Việt Nam cũng được đánh giá là có chiến thuật chiến đấu tốt. Tuy nhiên, trước mưa bom, bão đạn, liên quân Lào-Việt cũng phải chịu nhiều tổn thất. Hơn 100 binh sĩ Lào tử trận, ngoài ra hơn 200 lính khác bị thương. Con số thương vong của Việt Nam cũng là hàng trăm bộ đội. Sau chiến dịch hỗ trợ quân sự cho Lào, Việt Nam nhanh chóng rút toàn bộ lực lượng tham chiến còn sống sót của Sư đoàn Bộ binh số 2 về nước để phục vụ sản xuất. Riêng các đơn vị tham chiến ở biên giới Thái Lan-Campuchia tiếp tục quay trở lại đội hình chiến đấu để truy quét Khmer Đỏ.
Tiếp đó, vào năm 1996, Lào và Thái Lan thành lập Ủy ban biên giới chung giữa hai nước để xác định mốc giới cho 1.810 km đường biên hai bên hiện nay vẫn đang đàm phán với nhau về các vùng đất đang tranh chấp. Mối quan hệ thân thiết của Việt Nam và Lào đi ra từ chiến tranh thế giới nên Lào và Việt Nam hiện nay đã xem nhau như là nước cùng chung vận mệnh. Tuy nhiên, trong nhiều giai đoạn lịch sử, Lào vẫn chịu sự chi phối giữa Xiêm và Đại Việt. Thời kỳ nhà Nguyễn coi các quốc gia, các vương quốc Luân Prabang, vương quốc Viên Chăn, vương quốc Phuan, vương quốc Champasak, vương quốc Khmer là phiên bang của Việt Nam. Trước đây, hai nước đã từng xảy ra chiến tranh lớn, chiến tranh Đại Việt Đan Sang, dẫn đến sự tàn phá của vương quốc Lan Sang. Dù vậy, dòng chảy lịch sử rất nhanh đã cho thấy Lào và Việt Nam có sự gắn kết kỳ lạ. Khi triều Nguyễn suy yếu, các vương quốc này lại chịu sự chi phối của Xiêm và sau đó là thực dân Pháp. Trong giai đoạn đấu tranh chống thực dân Pháp trong cuối thế kỷ thứ 19, nhiều cuộc nổi dậy của người Việt Nam cũng lan sang và phát triển tại Lào, nhưng sau đó đều bị thực dân Pháp dập tắt. Năm 1930, Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời với mục đích đấu tranh cách mạng cho các nước Đông Dương chống lại thực dân Pháp. Sau khi thành lập nhiều đảng viên bí mật tại Lào và Campuchia xuất hiện trong đảng, đấu tranh cách mạng mang tính chất vô sản, giành lại tự do độc lập cho mỗi quốc gia. Người Việt Nam chiếm tuyệt đối trong đảng, chỉ có phần nhỏ là Lào và Campuchia. Hà Nội được coi là trung tâm đầu não của toàn bộ Đông Dương, đặt các trụ sở hành chính, giáo dục, văn hóa, v.v. Vì vậy, rất nhiều trí thức và người trong hoàng gia các vương quốc sang Hà Nội học tập. Khi Nhật tiến vào Đông Dương và sau đó đảo chính Pháp và lập ra các quốc gia tự chủ theo danh nghĩa tại Lào và Việt Nam, nội các hai nước cũng có quan hệ nhỏ, mang tính chất hai quốc gia thuộc khối Đại Đông Á. Đến khi Nhật thất bại và đầu hàng quân đồng minh, khoảng trống quyền lực được tạo ra. Tại Việt Nam, Việt Minh làm cuộc cách mạng tháng 8 tái chiếm cả nước, thì tại Lào, Lào Isara và các lực lượng du kích cũng tái chiếm khoảng trống quyền lực ấy. Ngày 9 tháng 4 năm 1945, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh đã mời hàng thân Suphanuvong đang ở Vinh ra Hà Nội. Cuộc gặp gỡ giữa hai vị lãnh tụ của hai nước đã đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng mối quan hệ Việt-Lào. Đến khi Pháp quay lại Đông Dương năm 1946, Lào được thống nhất thành quốc gia chung Vương quốc Gia Lào do Pháp bảo hộ, theo cách Lào là quốc gia thuộc khối Liên hiệp Pháp. Lào Isara bị Pháp tấn công tan rã, số nhỏ rút sang Thái và Việt Nam. Chiến tranh Đông Dương nổ ra, tháng 8 năm 1950, hoàng thân Suphanuvong, đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương, đổi tên nhóm lực lượng Lào Isara do ông lãnh đạo sang tổ chức vũ trang Pathet Lào, thành lập chính phủ kháng chiến Lào. Tháng 2 năm 1951, Đại hội Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ hai được tổ chức. Khai Son Phom Vi Hen tham dự với tư cách trưởng đoàn đại biểu Lào. Tình hình tại Đông Dương liên tục thất bại, thực dân Pháp quyết định trao trả độc lập cho Lào để tập trung bình định Việt Nam. Tại Lào trong năm 1953, lực lượng Pathet Lào cùng bộ đội tình nguyện Việt Nam liên tiếp đánh chiếm nhiều vùng do Pháp và chính quyền Vương quốc Lào nắm giữ. Đến cuối năm 1953, Pathet Lào kiểm soát được Thượng Lào, một số tỉnh tại Trung và Hạ Lào. Sau khi Hiệp định Geneva được ký kết, lực lượng Cộng sản Lào tập kết tại hai tỉnh Phong Sa Ly và Sầm Nưa, cho tới khi có bầu cử thống nhất Lào vào năm 1955. Năm 1955, Đảng Nhân dân Cách mạng Lào được thành lập với tiền thân là Đảng Cộng sản Đông Dương, người gốc Việt chiếm đa số trong đảng. Có thể nói từ thuở cơ bản, Việt Nam đã không chỉ giúp bạn Lào xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng củng cố lực lượng vũ trang vào các căn cứ cách mạng, quân tình nguyện, mà các chuyên gia Việt Nam còn góp phần giúp bạn phát triển chiến tranh nhân dân, đáp ứng yêu cầu kháng chiến, huấn luyện lực lượng vũ trang, tăng cường công tác chính trị, xây dựng đảng, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ cán bộ, đủ sức đảm đương nhiệm vụ của cách mạng Lào. Trong suốt 30 năm, từ năm 1945 đến năm 1975, quân đội nhân dân Việt Nam cùng quân đội nhân dân Lào và nhân dân các dân tộc Lào đã kề vai chiến đấu, từng bước đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đặc biệt, lực lượng quân tình nguyện Việt Nam đã cùng quân và dân nước bạn chiến đấu bảo vệ tuyến đường vận tải chiến lược đường Hồ Chí Minh phía Tây Trường Sơn,
xây dựng chiến trường Lào tham chiến, phối hợp với các hướng chiến trường khác, góp phần vào thắng lợi chung của cách mạng ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Sau chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, lực lượng Cộng sản tại Lào cũng phát triển mạnh mẽ và cuối cùng cũng giải phóng được Viên Chăn. Tháng 12 năm 1975, thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Năm 1976, Việt Nam và Lào đã ký hợp tác trong các lĩnh vực văn hóa, kinh tế, khoa học và kỹ thuật. Tiếp sau đó là ký Hiệp ước 25 năm hữu nghị và hợp tác vào năm 1977 và Hiệp ước Hoạch định Biên giới Quốc gia. Năm 1979, cuộc chiến tranh biên giới Việt-Trung nổ ra. Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã ủng hộ Việt Nam trong cuộc chiến chống lại Trung Quốc xâm lược và cắt đứt quan hệ với Trung Quốc. Do lo ngại tình hình bất ổn tại biên giới Lào-Thái, Quân đội Nhân dân Việt Nam lại tiếp tục hỗ trợ xây dựng Quân đội Nhân dân Lào phát triển như ngày nay, có khả năng đủ chống lại các loại cuộc ngoại xâm cũng như các phe phái thù địch. Kể từ năm 1980, Lào-Việt Nam chính thức thành lập Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam, sẽ thường xuyên gặp nhau để phát triển các kế hoạch, các cấp độ hợp tác với nhau khác của Lào và Việt Nam, là các cuộc họp đảng với đảng, giao lưu tỉnh với tỉnh, cũng như các đoàn thể thanh niên và phụ nữ khác. Ngày 24 tháng 1 năm 1986, hai nước ký một nghị định thư về phân định biên giới và cắm mốc. Hai quốc gia dự kiến hoàn thành cắm mốc biên giới vào năm 2012. Sau khi Liên Xô tan rã, Lào và Việt Nam lại tiếp tục tích cực hợp tác với các quốc gia khác ngoài khối Cộng sản. Như đã rất nhiều năm trôi qua, nhưng quan hệ Lào-Việt Nam vẫn là mối quan hệ đặc biệt. Nhà nước hai quốc gia thiết lập một mối quan hệ đặc biệt với vai trò như đồng minh chiến lược của nhau, dù không có bất cứ bản cam kết đồng minh nào. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe theo dõi video chia sẻ của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.